Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Thôi sao đấy mệt cô. Xịt. Ốc này còn chín à? Thế còn chín như nào? Đây đó. Này này. Hiếu ra đây. Mà này Hiếu. Mà này Hiếu. Mà này mà. Mà ế ảo đẹp hơn mà. Sắp xong chưa Quân? Xong được chưa? Được mỗi chủ bên này thôi à? Vâng. Phải đắp cả đất vào đúng không? Nga lại lao tài hoa bụi tài hoa? Mà lù. Đấy cái điếc nào thì luôn à. Mà cút thể đó mà ổ ảo thì ổ ảo. Hả cả? Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nọ thì cũng được bà bé là bà ấy mua lợn cho em Quân đấy. Nhưng mà tuy nhiên là cái chuồng ấy thì nó hỏng khá là nhiều rồi. Thành ra là cháu được với em Quân là sửa lại cái phần nền này một chút, đi mua xi về láng thôi. Cái Quân là hôm nay là lấy xi là mắc bao nhiêu ấy? Mắc 40 à? Mắc 40 à? Chú Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cái Quân này phải nói là nghề gì thì em ấy cũng biết làm cô bác ạ. Năm nay mới chỉ có 15 tuổi thôi. Cày cũng biết. Và để mà đi làm phụ hồ thì em cũng biết. Quân đáng lẽ phải đeo ủng vào chứ? Không cần đâu. Thế là vừa rồi là ai cùng bác sĩ ở trên đây xuống? Lúc lắm rồi, nhé. Bác gái. Bác gái à? Vâng. Đây là bác gái đúng không? Vâng. Các bác thì cũng ra giúp đỡ em Quân rất là nhiệt tình. Thế là ở phần dưới này nãy vừa rồi là đắp thêm vào à? Còn ở cái chuồng kia thì chắc là phải đợi hôm nào làm xong cái chuồng này thì mới làm được. Vâng ạ. Cứ cho nó nhiều xi một tí, dày dày lên ấy. Sợ không sợ là nó, lợn nó hay... Rất là may là hôm nọ là em Quân cũng tự biết đi lấy cát về rồi cô bác, cho nên là chỉ cần... mua xi vào nó thôi. Hiếu ăn bánh không? Mà này chỉ bánh ạ. À. Chỉ bánh gì nào. Mà này. Mình làm quần. Bé Hiếu thì nhỏ nhất thì cho bé Hiếu ăn một quả trước này. Mà này Hiếu.
Đây. Hôm nay hỡi chào con. Đây cho bé Hiếu là một quả trước được cô bác. Nào. Vào đây. Khoanh tay. Khoanh tay nhìn ra kia. Con xin kính chào các ông các bà. Rồi. Chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Khoanh tay. Nói lại chúc các ông bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, đây ăn bánh đi. Cháu xin. Rồi, ăn đi. Mời các ông bà ăn bánh. Con mời ông bà ăn bánh. Rồi. Anh Quân đang làm gì đấy? Hả? Cho vào đây ở cùng lợn nhá. Đi vào đây ở cùng không? Hả? Hả? Nếu mà đái ra quần là cho vào đây nhá. Cho ở với lợn nhá. Ừ á. Ừ á. Hả? Hả? Ăn bánh đi. Đây còn lại thì để một tí nữa các cô nghỉ chân đã rồi thì cùng ăn sau. Đây, một cái chuồng thì cũng khá là nhỏ thôi, thì một mình em Quân là đi vào em ấy láng thì sẽ cũng sẽ được, hai người vào thì nó sẽ hơi chật một chút. Là muốn nam khẩn không ạ? Là muốn nam khẩn không ạ? Em thiếu ở nơi tôi mà. Nhưng tới mình. Này thùng vẫn thầm đến mấy hoặc là thùng phơi bột đốt thì mới như vậy dài à? Như vậy dài à? Phải mà. Sóc chẹp tương đế. Lim này để bay đi, sóc chẹp rất là thích mì chẹp. Tổng hang à? Đánh cho nhá. Anh đánh không? Hôm nay không đi học đâu nhỉ? Nhà. Hôm nay không đi học đâu nhỉ? Hôm nay là được nghỉ có bác ạ, hôm nay là ngày nghỉ, ngày chủ nhật đấy. Xem mà đầu có cháy không, nếu mà đầu có cháy thì chú cắt tóc chọc cho nhá. Cắt tóc chọc không? Có cắt không? Cắt đầu chọc ấy, cắt như chú ấy, cắt đầu. Không ngoan là cốc cho bài phát. Này là phải đợi ngày mai kia cho nó cứng lại thì mới lại đổ được tiếp anh nhỉ? Mai là cứng rồi. Đổ nốt chuồng bên kia nữa. Ô bà si nào nữa đi chú à. Bà tới đâu? Năm chọc với chú phải khai. Nó lại như lâu mũ mây không? Cái cho nó dày vào một chút Quân ạ. Thì sợ rằng là lợn nó sợ nó cứ đẩy ấy. Mà
ăn bánh xong còn lấy được không? Đi rửa, đi rửa mặt đi, đi tự đi rửa mặt đi, đi rửa mặt đi, đi đường này, đi đường này. Đây đi đường này, đi rửa mặt đi, đi rửa mặt nhá. Đây, đi rửa mặt sạch sẽ nhá. Có những lần mà Quân đi làm say thì Quân thường làm những công việc gì? Sách vở. Nếu mà đủ nghề thì em cũng được làm. Nếu cũng được làm à? Đây là may là làm ít đấy, nếu mà làm nhiều là phải đeo cả ủng hóa đấy, chứ không là nó ăn chân đấy. Mà làm ta hôi không? Chắc là chỗ này nữa cũng đủ rồi mà nhỉ? Mày rơi cái tua bên nào nổ. Ừ, chân tới đây. Rửa sạch chưa? Rửa sạch chưa? À, được chưa Quân? Để anh để ra đây. Không ăn này. Thì chỗ nào cao quá thì Quân là tự... Rửa sạch chưa? Sạch đúng không? Có lược không? Đi chải tóc đi. Có cái lược không? Vì việc như con thú mà ví mà vì thú vậy. Vì hơi giờ bảo, hơi giờ xào vậy. Hả? Làm xong là cho Hiếu vào đây ngủ nhá. Vào đây ngủ với lợn nhá. Nhá. Bà xảo chứ mày nè. Ừ. Đi đánh chú không? Sao miền này ở miền này này ok. Để ở xuống dưới kia Quân thế. Phần bên dưới kia. Bên dưới làm thấp, còn bên này làm cao lên. À thế thì anh đổ vào nhá. Đấy. Đẩy này cho nó chặt tí, đây còn một tí nữa thôi. Còn ở phần chùa bên kia thì ngày mai thì mới đổ được. Ngày mai thì Quân tự đổ nhá. Cái góc này là mình phải dầm nó hay ấy. Dầm xuống. Mày thứ gạt đấy nó ngay, nó chai, nó ngay. Quân bây giờ xoa xoa từ trên đầu xuống có tí nhảy có ghê luôn. Miên miết ở cái góc của nó ấy. Đây, Hiếu thì không biết là đang nghịch cái gì đây. Nghịch cái gì đây Hiếu? Hả? Nó ở đang ăn cơm không? Có phải bác ăn cơm không? Hả? Không trả lời à hả? Hả? Đầu tóc thì bù xù quá rồi. Nên đi cắt bớt đi.
lắm lúc rất là ngang của bác ạ, bé Hiếu ấy, nhưng mà lắm lúc thì nhìn trông rất là đáng yêu. Lúc mà không có nghe lời ấy thì rất là ngang ấy. Nghe lời nhá, nhớ chưa? Biết chưa? Bé ông má thôi. Đây à, lại còn đánh nữa cơ. Lại còn đánh nữa cơ. Phụ gần bài đó kìa, phụ gần bài cùng. Cái này bố mình cơm mình nướng không bỏ chữ được nó. Nên đi ở phân cung cơm phải không nướng gì rồi đấy kìa. Cái bóp béo phát để đây cắn nữa. Ồ. Có mắt này chết đi hết rồi, này ớt cái phân cung. Lá mắt xong rồi. Nhưng mà để Quân xay được mỗi chuồng lợn thì Quân biết xay không? Xay nguyên chuồng lợn này. Đu chứ cơ. Hả? Đu chứ cơ. Có à? Có lợn bắt chị ảo bữa nay đi hút. Tôi hứa chứ nhập. Bướng không? Hả? Cái chú mà của bướng nào mà. Bây giờ Quân đã biết cho nó đi xuống bằng phẳng ấy, xong là lên trên này rác cũng được. Lên trên này rác xuống. Hôm nay là Quân đi lấy xi thì anh ấy nói giá cho Quân chưa? Hôm nay Quân đi lấy xi ấy, là anh ấy bảo Quân chưa? Chưa đúng không? Lấy xuống 3 bao đúng không? À, về cái phần làm chuồng này của bác này thì cháu Đức sẽ xin phép là trích cái tiền quý của em Quân ra để làm cho em Quân trước. Anh bảo này một lulu hơn chứ cứ thảo này mà nè. Miễn biết cho nó phẳng phẳng là được rồi mà.
Hôm nay thì làm xong cái chuồng ở phần phía bên này, ngày mai thì Quân em cũng sẽ tự làm láng bên này nữa cô bác. Chuồng thì có vẻ như làm từ rất lâu rồi, không có ai sử dụng đến ấy, cho nên là nó bị hỏng hóc khá là nhiều. Ra một chút bột xi vào để mà sau này nó sẽ mịn hơn cô bác, để mình quét cái chất thải của nó ra thì nó dễ dàng hơn. Nhẹ quá nè. Ai blue mà Quân. Hả? Đúng mà. Chủ kiệt thì khá, em mới dập dịch mơ. Nhờ hình như cái bản xoa nó hơi khô hay sao rồi, nó dính dính như thế. Cho tí. Con làm bài à? Lúc tôi lấy xào tôi chứ, mắn mà đi khá nhát ra đi. Tôi tới tìm nào đi cái ưu nè. Quân phải cứ nhúng nước lên tục xong là dùng cái bay kìa, gạt ra. Quân cho tí nước vào chỗ kia đây Quân, không là nó lâu chết đâu. Cái Quân này có vẻ như toát hết cả mồ hôi rồi các bác ạ. Cái thời tiết hôm nay thì cũng chưa gọi là nắng nóng quá đấy. Thế rất là may hôm nay là có bác gái của Quân với lại thêm một bác nữa ra hộ em Quân để mà cùng làm. Vác được bao xi từ trên đường xuống đến nhà em Quân thì cũng khá là xa đấy. Cái bề thì còn một chút nữa thôi là cũng xong rồi các bác. Còn về cái phần này thì vẫn còn chắc chắn cho nên là không cần phải dùng lại, không cần phải làm lại nữa. Ông bắt tuần năm này à? Giúp cái quan mà. Đó. Đi khứ quan mà. Mà. Ở xa xe này. Ai ơi, nè nè. Ta mía, ta mía. Nè à, nè à. Mía, mía. Con đó giáo tạo từng tổng lực. Chết cây mà. Chết cây mà. Ừ.
Ai nang nửa nó vào thế này chứ mày. Bây thì muốn ta, thì muốn chín có đẻ cái lo, còn chín ngay ạ. Tí nữa quân gom lại, sợ là gà. Đây chị Bi. Ai? Thôn đó lẻ. Ồ. Bay, bây giờ chị khởi nghiệp Hiếu quân bánh không? Hả? Hả? Đây, quân các bác rửa tay thì lại bánh cho các bác. Xong uống chút nước nữa. Cùng à, bây giờ chín nào cùng. Ôi. Mới nhìn này. Thôi mà dừng mặt. Mà dừng lại, chị Bi. Ổn lại. Năm cũng chẳng năm này. Ổn hiệu. Bố nó nhắc đi. Nếu không ăn nữa à? Đi lấy cốc về cho. Đi lấy cốc về đây. Lấy cốc về. Hả? Lấy chưa? Đây, quên. Chín nó cho cốc chú đi. Đây, ăn nó quá. Ông ý mòn. Ồ, mòn xin mà năng ở đây. Ấy, cùng ngồi chín khó đéo đâu. Ổn nắp và cô đắp vào đó. Ồ. Chín nào? Khó đéo con. Chứ không ăn nữa à? Hả? Nó mới lại kìa. Ừ. Ý mới nè. Ăn không? Đi lòng muối đi. Đi ra đây. Mời. Đâu đây. Ờ, ăn lên. Mời. Chú lục cắp bỏ. Mời. Lòng cắp mà. Cái lòng cắp mà hay không? Ừ. Cái giỏi. Cái Đi hơn mờ chơi mới con mới lắc lên trên nữa. Blue à, blue nắm chảo này à. Blue. Nào em phong cùng chứ ạ. Phong này chứ. Chắc mà chỉnh tốt con mà. Mà sẽ làm bóc không? Bóc à? Bóc của đây. Được mấy người mà lo đâu không được mấy người mà lo thì chia ra cốc. Quấn Hiếu có uống nước ngọt không? Ừ. Có uống không? Có nhé. Nước ngọt không? Anh lấy bánh không? Cô lấy bánh không nhá. Hả? Thế nhá. Em vừa rồi bị ngã cho nên là dối của bác ạ, Hiếu ấy. Này vào này. Này cho bé Hiếu cả lon, cho bé Hiếu cả lon đi. Đấy, đây. Xin. Rồi đây. Đấy, ngồi xuống này uống nước. Ô bây giờ thỏa hiếu rồi mà. Bắt được con nào không Quân? Không ạ. Đầu của bé Hiếu thì có cháy mất rồi cô bác ạ. Đi lên lớp ấy, lên lớp bị lây được các bạn sang ấy. Đừng ngủ trong trường thì bị lây. Trong trường bị lây đúng không? Ô đây này, đây có một con phải không? Nào này, cho bố. Nào này, xây chứ cả. Nào. Xây, ăn xây. Xây á. Giọt khí. Đâu không, chứ chú bác ế nụ.
ơi kia ngày mai thì Quân làm nốt là cái chùm bên kia đó nhá. Xong thì hôm nào mà rảnh có việc gì để làm ấy, không còn gì để làm ấy, không đi làm cho ai ấy. Thì đi chặt cây về, xong mà nhờ các bác cùng đục đéo để dựng không có lên. Hay xong là lên trên để chở nốt pro xuống. Đấy. Còn là về cái phần pro với lại xin được các bác, thì cháu được sẽ xin là trích cái tiền quý ra để mà làm sửa lại cái phần chuồng cho em Quân các bác nhá. Đấy, và sau khi mà cháu được đăng tải cái thước phim mấy thước phim hôm trước ấy cũng được các bác mạnh thường quân là đồng ý rồi, cho nên là cháu được mới tiến hành làm cái việc đấy. Cái quý hiện làm nhà thì cũng khá là nhiều rồi các bác. Đấy, tuy nhiên là để mà làm lại một cái ngôi nhà thì chắc chắn là chưa có đủ. Đấy, trong thời gian tới thì cháu được cũng rất là mong sẽ nhận được phần trợ duyên của các bác để giúp cho em Quân là năm nay thì có thể là làm nhà cho em Quân cô bác ạ. Nhưng một con cái gói thực phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Nào Hữu, đứng lên nào. Chào con, các bà đi. Bỏ xuống, khoanh tay. Đấy, bỏ xuống, khoanh tay. Con chào tạm biệt. Chào tạm biệt các ông bà. Ông bà. Rồi, bye bye. Bye bye. Rồi.